Sinh con như ý. Có một thanh niên sinh trong gia đình Phật giáo đồ tại Sơn Tây, từ nhỏ kính tin Phật, tốt nghiệp bậc trung học. Sau, anh đến Bắc Kinh làm công cho người, nhờ thông minh lanh lợi nên giúp cho công ty giám đốc phát to. Vì vậy, giám đốc quyết định giao xí nghiệp cho một mình anh trông coi phát triển. Anh có tài nên làm ăn khấm khá, dần dần trở thành phú ông vạn ức. Anh rộng hành bố thí, cưới vợ xinh đẹp giỏi giang. Cô vợ sinh con gái đầu lòng, 3 năm sau lại mang thai tiếp. Thai được 8 tháng, đi siêu âm thì là nữ. Vợ anh bèn hỏi tôi, cô từng ở trước Phật cầu sinh con trai. Chồng cô đã bỏ ra 100 vạn để sửa chùa tạc tượng in kinh, nhưng vì sao vẫn không được như nguyện? Tôi đáp, đây là do tuy tin Phật mà không chịu giữ giới. Có phải hai vị ngũ giới không thanh tịnh? Cô nói, làm ăn giữ giới rất khó, nhất là chồng cô. Tôi bảo, nếu cô muốn sinh con trai thì phải ở trước Phật phát nguyện. Từ nay trở đi, xin dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, nguyện giữ ngũ giới, cầu Phật ban cho đứa con trai có thể hoằng pháp lợi sinh giúp đời. Mỗi ngày còn phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vạn lần. Làm được vậy thì thai nữ có thể sẽ chuyển thành nam. Cô nói, còn 1 tháng nữa là sinh rồi, còn chuyển đổi được hay sao? Phật thuyết, tất cả do tâm tạo, những điều Phật giảng trong Quán Thế Âm Bồ Tát Phẩm Phổ Môn đều là chân thật không dối. Nếu cô không tin thì xem như tôi không có nói. Thế là cô lập tức đến trước Phật thắp hương, quỳ phát nguyện y như tôi bày. Tôi viết thêm câu chuyện này vào đây là bởi vì cô đã sinh ra một bé trai kháu khỉnh dễ dàng, tính đến giờ được 12 ngày rồi. Khi cô vừa rời phòng sinh thì vội gọi điện báo khỉ tính cho tôi ngay. Thai nữ chuyển thành nam, bạn nói có vi diệu không? Ha ha ha,